Quý khán thính giả đang tiếp tục với phần 2 của chương trình tin tức tổng hợp của đài IBC. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả những cơ sở kinh doanh thương mại đã đồng hành bảo trợ cho đài. Thưa quý vị, bản tin tiếp theo liên quan tới nguồn cung cấp nước đã được khôi phục trên hòn đảo được nối bằng cây cầu bị gãy. Nguồn cung cấp nước trên toàn hòn đảo được được nối bằng cây cầu bị gãy được khôi phục vào 3 giờ rưỡi chiều thứ bảy, không quá 2 ngày sau khi một chiếc tàu va chạm với cây cầu này. Vụ tai nạn đó đã khiến cho 5 người tử vong, 3 người bị thương, giao thông đường thủy bị ảnh hưởng trầm trọng. 5 giờ 30 phút thứ năm, thân con tàu container lần đầu tiên đâm vào cầu tàu số 18 của cây cầu Li Sa, quận Nam Sa ở Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc. Hậu quả là mũi tàu va vào trụ số 19 khiến cho một phần cầu bị nứt. 5 người thiệt mạng gồm có tài xế xe bus không có hành khách, một người đi xe máy, ba người trên xe bị rơi xuống sông ở dưới gầm cầu. Cầu Lysin Sa là tuyến giao thông chính và là tuyến cấp nước chính cho người dân sống trên đảo Sa Minh, nơi sinh sống của 8.000 người dân. Ngay sau vụ tai nạn này, chính quyền địa phương thiết lập đường dây cung cấp nước ngọt khẩn cấp dài 3 cây số nhằm cung cấp nước ngọt cho người dân. Ukraine thả nổi khả năng mời Nga tham dự hội nghị thượng đỉnh hòa bình. Ukraine và các đối tác nước ngoài có thể mời Nga tham dự hội nghị thượng đỉnh hòa bình trong tương lai, để thảo luận về việc chấm dứt cuộc xâm lược kéo dài 2 năm của Moscow theo các điều kiện của Kyiv, Một quan chức cấp cao của Ukraine đã cho biết trong diễn biến ngày 25 tháng 2. Adriat Yamat, tránh văn phòng của ông Zelensky, cho biết Thụy Sĩ sẽ tổ chức một hội nghị thượng đỉnh để thảo luận về tầm nhìn hòa bình của Tổng thống Ukraine. Tầm nhìn này có thể được trao cho Nga trong cuộc họp thứ hai vào một ngày sau đó. Ông Zelensky lần đầu tiên công bố công thức hòa bình của mình tại Hội nghị Thượng đỉnh G20 vào tháng 11 năm 2022, kêu gọi khôi phục sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine và rút toàn bộ quân đội Nga. Chính quyền Kiev khẳng định sẽ không nói chuyện với Moscow cho đến khi toàn bộ quân đội của Nga rời khỏi lãnh thổ Ukraine. Trong khi đó, Điện Kremlin cho rằng hiện tại không có cơ sở cho các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine và kế hoạch hòa bình của Kiev là vô lý vì nó loại trừ Nga. Thưa quý vị, Hải quân đã tiến hành diễn tập thi hành pháp luật ở vùng biển Hạ Môn và Kinmen. Lực lượng bảo vệ bờ biển Phúc Kiến đã tiến hành những cuộc diễn tập thi hành pháp luật toàn diện tại khu vực hàng hải Hạ Hà Môn Kinmen vào chiều Chủ nhật. Cuộc tập trận với mục đích kiểm tra việc ứng phó khẩn cấp của những tàu thi hành pháp luật tại đây. Tin liên quan đến Việt Nam, có cáo buộc Việt Nam chuyển nhiên liệu tới quân đội Myanmar bất chấp lệnh cấm. Một nghiên cứu của Tổ chức Ân xá Quốc tế cho thấy các cơ sở lưu trữ nhiên liệu của Việt Nam có dính líu vào việc vận chuyển nhiên liệu cho quân đội Myanmar, bất chấp các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ và phương Tây. Trong bản phát trình gần đây, Ân xá Quốc tế Amnesty International, hay còn được gọi là AI, sử dụng các kỹ thuật phân tích dữ liệu hàng hải, vệ tinh, thương mại và hải quan phát hiện ra những thay đổi đáng kể về cách nhiên liệu hàng không được đưa vào Myanmar trong năm vừa qua. Với việc quân đội dường như sử dụng các tuyến đường mới và dựa vào các đơn vị lưu trữ, trong đó có một doanh nghiệp tại Việt Nam, để cố tình che giấu nguồn gốc của nhiên liệu. Phó tá Ngoại trưởng Hoa Kỳ Chris Brink đã đến Việt Nam và dự đối thoại Châu Á Thái Bình Dương. Phu tá ngoại trưởng Hoa Kỳ phụ trách vấn đề Đông Nam Á Thái Bình Dương Daniel Christian đến thăm Việt Nam và những nước khác ở trong khu vực. Đồng thời, nhấn mạnh cam kết mạnh mẽ và lâu dài của Hoa Kỳ đối với đồng minh và đối tác tại khu vực Đông Nam Á. Ông Christian Brink có chuyến công du đến các quốc gia như Singapore, Cambodia, Thái Lan, Việt Nam, Brunei, bắt đầu từ ngày 23 tháng 2 cho đến ngày 4 tháng 3. Thông báo từ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ không nêu rõ ngày nào thì ông sẽ có mặt trở tại Việt Nam. Nhưng tại Hà Nội, ông Christian Brink được biết sẽ gặp gỡ giới chức Việt Nam và tham gia đối thoại châu Á-Thái Bình Dương. Dựa trên sự nâng cấp gần đây của Ban giao Hoa Kỳ Việt Nam lên đối tác chiến lược toàn diện Phương tác Ngoại trưởng sẽ tìm cách sâu sắc mối ban giao giữa Hoa Kỳ Việt Nam thúc đẩy tầm nhìn chung về khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương thành vườn cởi mở kiên cường và hòa bình. Theo quan sát của Đài VOA Tiếng Việt, ngoài trừ một số trang tin điện tử dẫn thông tin từ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, những trang tin chính thức của chính phủ Việt Nam tới tối 23 tháng 2 chưa đăng tải tin tức về chuyến thăm này của ông Britton Brink. Các nhà nghiên cứu khám phá bức tường thời kỳ đồ đá 11.000 năm tuổi ngoài khơi bờ biển Ba cách bờ biển phía đông bắc nước Đức vài km. Các nhà nghiên cứu đã tìm thấy một bức tường đá có niên đại tới 11.000 năm tuổi ở độ sâu 21 m ở biển Baltic. Bức tường đá đã lọt vào mắt xanh của nhà địa chất biển Jacob Gerson khi ông đang tiến hành khảo sát đáy biển cùng với sinh viên đại học Kiel cho mục đích đào tạo. Một năm sau, ông đã quay trở lại địa điểm này cách bờ biển của nghĩa mát Reykjavik khoảng 10 km cùng với các thời lặng nghiên cứu và các nhà nghiên cứu thời tiền sử từ đại học Rostock sử dụng phương pháp đo tiếng vang, Giesen và nhóm của ông có thể tái tạo lại địa hình của khu vực ở những khoảng thời gian khác nhau ông hy vọng một ngày nào đó có thể nói bức tường đá phù hợp như thế nào vào cảnh quan thời đó các nhà nghiên cứu thời tiền sử chắc chắn rằng bức tường này ít nhất đã 10.000 năm tuổi nhưng có nhiều khả năng là 11.000 năm vì mực nước biển dâng cao nên bức tường này phải có ít nhất 8.500 năm tuổi. Nhưng 8.500 năm trước, khu vực này có rừng và rìa, xây một bức tường trong rừng là không có ý nghĩa gì. Nhà nghiên cứu thời tiên sử Marcel Bratomelau đã giải thích. Nếu chúng ta cho rằng đó là một công trình săn bắn, thì nó là để săn tuần lộc và sau đó chúng ta phải xem xét thời điểm tuần lộc rời khỏi những vĩ độ này và hướng về phía Bắc và lúc đó là 10.000, 10.500 hay 11.000 năm trước. Kết luận về việc săn tuần lộc có thể được rút ra từ thực tế là đàn tuần lộc đi theo các cấu trúc dài, dòng sông mặt đá hoặc thậm chí là bức tường đá nhân tạo, rộng 2 mét và hiếm khi cao hơn 1 mét. Kính thưa quý vị và bản tin vừa qua cũng kết thúc chương trình tin tức tổng hợp của đài IBC. Chúng tôi xin nhân thành cảm ơn tất cả cơ sở kinh doanh thương mại đồng hành bảo trợ cho đài. Đặc biệt IBC Home Shopping với rất nhiều những sản phẩm dự thảo đến từ thiên nhiên chăm sóc sức khỏe cho cả gia đình. Mọi thông tin chi tiết xin mời quý vị liên lạc về 714 892 5717 hoặc quý vị cũng có thể dễ dàng shop online qua trang mạng ibchomeshopping.com và chúng tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến với tất cả các cơ sở thương mại đã bảo trợ chương trình tin tức của đài. Mọi chi tiết về các chương trình sale promotion và bảo trợ cho đài truyền IBC TV xin kính mời quý vị liên lạc đến số phone 5400 chúng tôi xin tạm dừng và kính chúc cho quý vị có một buổi trưa vô lượng an lạc.